Mến chào quý cô chú anh chị em mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai. Hôm nay đầu năm mới em xin kính chúc quý cô chú anh chị em một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn thuận lợi hen cô chú anh chị. Thì hôm nay em đầu năm mới em có một cái lô mai em xin giao lưu với cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là ngày mùng 1 Tết ha. Thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em một cái lô mai giá 7.000 một cây hen cô chú anh chị. Đó thì cái lô này em được cấy xuống cát hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, thì em sẽ vô chi tiết, em sẽ đo cái kích thước chiều cao của cái cây. Đó, rồi em sẽ moi ra cái đế mai cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ ha. Thì cái lô mai này tất cả em đều quấn rễ trái bí nha cô chú anh chị. Đó thì em giờ bây giờ em vô chi tiết, em sẽ moi đế cho cô chú anh chị mình xem nha. Moi đi. Móc ra đại luôn đi, dỡ lên một cây luôn đi. Móc lên luôn rồi này. Đây vậy tính ra đi vậy. Đó, thì cái lô này thì trung bình nó là 4 múi trở lên nha cô chú anh chị. Thì cái lô này em thấy nó đều lắm nha cô chú anh chị. Đây nè, em có soi nè, soi đại cây ngẫu nhiên đó, thì cây đều đưa vô tâm hết nha cô chú anh chị. Đây, soi. Đó, thì em thấy cái lô này thì nó tương đối rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cây cứng cáp luôn nha cô chú anh chị. Cây cao á thì trung bình cái lô này á là 25 xăng trở lên nha cô chú anh chị. Thì nói chung á là cái hàng này em không có tưới phân cho nó vừa cao nha cô chú anh chị. Chủ yếu là cái cành cành nhánh nó có, cây nó có cái chèo nè, cây lực cây này cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình nhìn thấy nó rất là đẹp luôn. Cái múi bí nó chia đều, cây được nằm vô tâm này cô chú anh chị ha. Thì cái lô này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 7.000 một cây ha. Em ship từ 50 cây và không bao phí vận chuyển. Đó, cái lô này quá tí đẹp luôn. Lên chút xíu là nó có chèo rồi nè cô chú anh chị. Lên đưa chút xíu, lên một lóng tay em là thấy nó đã có chèo rồi. Rồi cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, muối bí nè. Cái này nói là nếu mà nói điếm muối á thì có cái là 7-8 muối luôn. Đó, còn có số á, thì nó cũng 4 muối nha cô chú anh chị. Đó, cái số lượng 4 muối thì thôi em nhớ hình như là ít. Đôi khi một có một vài cây là 3 muối thôi nghe cô chú anh chị. Thì cái hàng này á thì rất là chuẩn, đặc biệt hàng này là rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, đó thì em đem quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Em rút thì em rút từ đầu clip vô, em rút vô nha cô chú anh chị. Đó thì em giao lưu với cô chú anh chị cách thức á, là những cây nào tệ quá em sẽ bỏ ra. 50 cây á thì em sẽ gửi cây và không bao phí vận chuyển, tặng thêm cô chú anh chị mình 2 cây. Và 100 cây em sẽ tặng 5 cây và cũng không bao phí vận chuyển cô chú anh chị. Giá 7.000 là giá tại vườn nha. Đó. Thì em nhận chốt đơn từ tới ngày mùng 6 hein cô chú anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị mình có đặt hàng thì nhanh tay đặt là khoảng mùng 8 là bắt đầu em bốc hàng, em gửi hàng cho cô chú anh chị mình rồi đó. Cái lô này em cũng không có nhiều như cô chú anh chị. Đó. Thì cây thì nó lùng lực. Xanh ươm rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị à, con gan tay em mà cây có chèo nè cô chú anh chị ha. Gan tay nè, đó à, nó có chèo nè cho cô chú anh chị mình xem nè. Con gan tay mà có buông chèo liền đó. Thì cô chú anh chị mình nếu mà mua cái hàng này về tổng tàng tán thông á thì nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tất cả nguồn hạt em lấy từ nguồn hạt giảo hết nha cô chú anh chị. Thì hoa nó thì tương đối đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị mình xem nè. Nhỏ nhỏ mà nó buông chèo đẹp nè cô chú anh chị ha. Cây nào cũng như cây nấy hết. Tại cái này em dâm ra cát, em cấy ra cát hết. Nó tản. Thì thằng em đi phân á, là trung bình là nó không có, giống như là mình không có, mình đi phân mình kìm lại, không có để cho nó vượt cao hết cô chú anh chị. Thì cây nó mới có chèo, cây lực như vậy nè cô chú anh chị. Chứ còn mà nếu cây nhỏ nhỏ, cây nhỏ nhỏ trung bình, nếu mà mình làm mà mình không có kìm phân á,
thì nó ốm yếu lắm cô chú anh chị, nó không có được lực cây gì đâu. Cho cô chú anh chị xem nè, nhỏ 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 mà nó có chèo rất là đẹp luôn đó. Thì mọi chi tiết xin cô chú anh chị mình liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại 0966993277 ha. Em tên Linh, Zalo em cũng là số máy đó ha. Thì cô chú anh chị mình đặt hàng số lượng nhiều á thì tiền phí ship em sẽ thương lượng với cô chú anh chị mình ha. Với thứ hai nữa, với cô chú anh chị mình trong các tỉnh miền Tây á thì em sẽ có xe tải nhỏ. Thì cô chú anh chị mình lấy số lượng nhiều á thì em sẽ có xe tải nhỏ chở qua cho cô chú anh chị mình trong ngày luôn ha. Đó, rồi thì cái phí ship đồ này kia rồi tiền xe rồi đấy thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn em để mình thương lượng ha cô chú anh chị. Đó. Rồi thì em xin kết thúc cái video của em tại đây ha. Thì em cuối video á thì em cũng xin một lần thêm một nữa kính chúc với cô chú anh chị mình một năm mới thật là an khang thịnh vượng ha. Đó, thì em cảm ơn cô chú mình đã xem cái clip của em ha, và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.